xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe lắm thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lâm sơn hoàng vũ a cồng gmail.com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha zalo của mình là 0938773799 và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang facebook chuyện ma của mặt của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và lấy cái thuận tiện luôn và còn nói với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình bởi vì mỗi một lượt của mỗi một, mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy đó mình sẽ tự quy đổi ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình để giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ha À, rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã cùng mình đã tập 898 ngày hôm qua thì ở tập 898 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Huỳnh Thị Trúc Linh còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Võ Ngọc Hân cảm ơn Nguyễn Võ Ngọc Hân rất là nhiều và Huỳnh Thị Trúc Linh rất rất là nhiều luôn nhé rồi thì bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha thì um, câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn mà này bạn tên là nguyễn huy bạn đã gửi về cái Zalo cho mình thì thật ra mình cũng xin nói trước luôn câu chuyện này thì nó cũng không có dính dáng gì đến ma cỏ nhiều đây là một cái câu chuyện nó cũng uh, nghiêng nhiều về cái phần gọi là tâm linh là mọi người hay nói về những cái câu chuyện mà cũng bị um, không cái này không phải là dạng bị bùa ngải nữa nha mà gọi là đi uh, đi kiếm thầy để mà 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 giải những cái, cái chuyện khúc mắt trong gia đình vậy đó thì bạn này bạn nói như vậy nè bạn nhớ cách đây khoảng cỡ 8 năm trở về trước á thì lúc đó thì hai vợ chồng của bạn thì cũng có mới cưới nhau thôi thì cái lúc này nè thì bên bên vợ của bạn vợ bạn Huy mới kêu ờ anh ơi có bà chị em bà bà chị vợ á bà mà bà chị em đã rủ thôi đi coi bói bà nào đó bà thầy thầy pháp thầy bói gì ở bên quận 8 đó nghe nói là bà coi linh thiêng lắm từ coi chuyện gia đạo này nọ rồi người ta còn coi con mình có bị ai theo ai quở này nọ rồi không anh anh muốn đi không lúc đó đó thì bạn huy bạn nói 8 năm trở về trước đó, thì bạn không có tin tâm linh đâu ba à, cái bói cái chuyện mà ờ là thờ phật cúng kiến thì đương nhiên là bạn tin à, còn cái chuyện mà bói toán thì bạn chỉ nói là à, à bói ra ma quét nhà ra rác thôi bạn nói là mấy cái người thầy bói này bà thầy này nọ đồ là đồ là điếm đàn không mà là lấy tiền nói vài câu lấy tiền của bá tánh thôi em thì bạn nguyên bạn mới nói như vậy nữa, nó thôi em ơi giờ mình hay hay vợ chồng mình có bị gì đâu làm ăn này nọ nó cũng bình thường không có bị cái gì mà có hiện tượng mà dông theo dông dí gì hết trơn thì đi làm gì thì bà vợ bà mới giận thì trời ơi bà chị bà rủ đi tại vì bà đi mình bà sợ em nói nào ngay á tại vì em cũng tại vì biết anh không có tin bói toán thành ra em không có nói chứ bà chị em nói tâm sự là gần hai năm nay đó là bà cứ liên tục á là bả nằm mơ bả bả nghe được cái tiếng cười của con nít này nọ đổ trong nhà của bả đó rồi bả bị um, nhức đầu Bà bị hoa mắt chóng mặt tùm lum tùm la hết trơn cái bị biết bị cái gì ở trên cái đỉnh đầu của bả đó nghe mà y như là búa bổ vậy đó trời ơi đi đông y tây y thuốc tây thuốc bắc tùm lum tùm la biết bao nhiêu cái bệnh viện mà đâu có hết đâu thành ra là bước cuối cùng á thì bả mới kiếm thầy pháp bả đi đó chứ bà chị của em nó nghe bả y như anh vậy đó không có tin mấy cái gì này đâu thì bắt đầu bạn huy mới nói là thì bả tin thì bả đi đi kêu anh đi làm cái gì nó không bây giờ mệt quá bà giọng đi không nói, đã bà chị tôi bả sợ bả muốn đi đông đông cho bà đỡ sợ mà sao anh mắc cười quá đã thì thôi thấy uh, vợ mình giận vậy rồi cũng đi theo không ha thì khi mà đi theo qua cái cuộc này rồi thì qua cái cột mốc mà đi xem thầy bói thầy pháp như vậy á là bắt đầu bạn huy bắt đầu tin vô những cái chuyện gọi là bùa ngải hay là quả báo này nọ rồi tất cả mọi thứ khi mà tới đó thì uh, theo như trí tưởng tượng của bạn huy giống như là những người mà người ta chưa có rành về tâm linh là tưởng đâu là thầy pháp đồ là mặc đồ này nọ đồ dữ dằn nhang đèn này nọ đồ cúng kiến dữ dằn ha. đúng là có nhưng mà cũng tùy có có những người thầy họ bình dân lắm tới bạn huy bạn nói là tới chỗ đó là một cái tiệm sửa xe một cái tiệm sửa xe bên ngoài bình thường như vậy là tới hỏi ờ à là mình hỏi là có cô, cô năm ở nhà không cái người thầy đó là phụ nữ mọi người à, cho hỏi là có cô năm ở nhà không thì cái người sửa xe đó hình như là em út gì đó của bà thầy á là mới chỉ đi ra đằng sau có một cái lối nhỏ đi ra đằng sau nữa thì mới tới nhà của cái bà thầy bà ở đằng sau còn phía trước là giống như là một cái tiệm sửa xe bình thường thôi tới đó đương nhiên nhà nào không có bàn thờ nhưng mà chỉ đúng có cái bàn thờ rồi rồi cũng trang trí cũng đơn sơ như vậy đó nhìn không có giống như là 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 thầy bối thầy pháp gì trơn á nhưng mà khi vào trong đó ngồi đó bắt đầu là nghe cái người chị đó khóc lóc và kể về vấn đề như vậy sợ là bị người ta bỏ bùa bỏ ngải này nọ đồ không tại vì uh, làm ăn này nọ đồ đôi khi cũng uh, không có tránh khỏi là đụng chạm với một vài người thương trường như chiến trường mà đôi khi cũng đụng chạm thì không biết là ở bên đó họ có bỏ bùa bỏ ngải gì không rồi thì khi cái người thầy đó cái bà thầy đó bà nói uh, nếu mà bây giờ cô chỉ bị ở trên cái đỉnh đầu thôi bây giờ nè Bây giờ đợi tôi chút xíu đi nha Để uh, tôi đi vô tôi lấy cái đồ nghề cái Thì khi mà bà vô bà lấy cái đồ nghề ra đó Thì bà lấy một cái khăn và hai chai rượu rồi uh, Một cái dao mà dao cái dao cạo mà Giống như cái dao uh, cạo đầu của mấy cái người tiệm hớt tóc á thì cái lúc đó ra bà chị bà mới hết hồn tại vì phụ nữ tóc dài mà kêu cạo đầu thì nó cũng hơi kỳ mọi người rất là ít ai mà chấp nhận như vậy thì cái người thầy nó không bây giờ là tôi không có cạo cô mà tôi cạo chồng của cô á là cái cái ông cái ông chồng đó đó cái lý do tại sao thì bà thầy bà không có nói với nó từ 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 đi để tôi cạo xong tôi làm xong hết đi đã nếu mà nó có hiệu nghiệm thì tôi nói cho nghe à tôi cũng chưa có chắc ăn là bây giờ nó có hiệu nghiệm nữa tại vì bây giờ dông vía nọ đồ theo hai vợ chồng lâu quá theo là theo một lần hai vợ chồng nhưng hành là hành cái bà vợ chứ không có hành ông chồng à thì nó bắt đầu ngồi xuống bắt đầu là mới uh, chùm cái, 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 trước khi chùm cái khăn lên á là bắt đầu là cạo đầu trước cạo là coi như ông đó không tới ông để hai máy này nọ đồ dễ thương lắm nha tới là coi như là cạo trọc lóc hết trơn luôn em đó là bắt đầu là lấy rượu rửa lên rồi vừa rửa rồi lấy nhang đốt rồi làm xầm xì si, xầm thềm lắm đó cái đồ sau đó bắt đầu là mới chụp cái khăn cái khăn không 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 có bự giống như khăn cô dâu đâu chụp hết nguyên cái đầu đâu không có đâu chụp tới được phần trán à chụp nhỏ xíu nhưng giống như là cái khăn khăn tay của mình thôi đó nó chụp lên đây bắt đầu là bả mới xoa xoa bắt đầu là bả nặng bả nặng mà nó là nặng y như là nặng mụn nặng mục nhọt hay nặng kiểu kiểu vậy đó mọi người cứ nặng 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 như này lúc đó thì suốt khoảng thời gian đó, đó là cái ông huy gửi chuyện ông cứ ngồi đó ông nhịp dò thôi ngồi ông ngồi nhịp dò để coi thứ coi bà làm kiểu gì <laughs> coi thầy pháp đồ múa mai quay cuồng đồ hơi nha coi làm gì nha đó thì lúc mà nặng nặng mà thấy cái cái trán của bà thầy đó bà đổ một hơi hột luôn á Bà Huy nói trời ơi bà này bà diễn sâu dữ vậy trời Bà nặng cái gì mà ra mà bà nặng chưa có gì hết trơn Ông anh ông ngồi im ru mà bả đổ một hội hộp làm làm gì làm quá làm lố dữ vậy kiểu vậy Đó thì nặng nặng khoảng chừng đâu 2-3 phút sau á Thì cái lúc đó bắt đầu á là mới dở cái khăn ra cái lúc mà dở cái khăn ra tất cả mọi người đều hoảng hốt ngoại trừ cái ông anh thôi tại vì ông ngồi ổng không thấy gì hết trơn á bạn huy gửi chuyện nè vợ bạn huy nè rồi ông bà 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 chị vợ nè ngang ai cũng hoảng hốt thì ngay chỗ đỉnh đầu của ông anh như vậy nè có lòi ra một cái khúc một, còn một cái khúc nó mới đầu thì tưởng nó giống như là à, cái kim hay là cái tâm sĩ răng vậy đó nhưng, nhưng mà không phải nó cũng vàng vàng giống như cái tâm sĩ răng nó bự bự vậy đó nha đó thì bắt đầu bà thầy bà mới lấy cái cọng đó bà mới bỏ vô trong một cái thau đựng rượu ở trong đó. đó và bà mới giục cái khăn cho nó luôn bắt đầu bà mới ngồi bà nói bà nói như vậy nè trước giờ đó là cô uh, phá thai là bao nhiêu lần rồi cái, cái người cái người chị kia nghe như vậy bắt đầu là biết rồi không có giấu được nữa bắt đầu mới khóc nó à dạ chỉ có đúng một lần nó thiệt là đúng một lần không nó dạ dạ con, con thề luôn chỉ có đúng một lần thôi nó ừ một lần thì tốt chứ mà nhiều lần thì chắc nhiều khi là tôi giải xong cái này rồi cái tôi giải xong thằng này cái thằng kia nó nhào vô nó thì chết đó thì cái khúc mà cái khúc đó mà cái khúc cây cây nhỏ nhỏ đó mà mà mấy mấy người thấy đó đó là một cái khúc xương xương là xương người nha mọi người nha ý của bà thầy đó là xương của cái đứa nhỏ đó là nó gửi vô nó nó gửi vô trong cái 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 đỉnh đầu không biết nó làm bằng cách nào thì không biết nha đó mà gửi vô trong cái đỉnh đầu của ba nó à mà chỉ làm như vậy thôi nhưng mà ba nó không hề nhức đầu không hề bị gì cả ông anh nó không bị gì hết trơn á mà riêng bà vợ thì bắt đầu là cứ nằm mơ thấy khóc lóc rồi cứ nhức trên thái dương nhức trên đỉnh đầu là cứ bị như vậy hoài À, rồi thì bắt đầu á, là cái người thầy nói thêm bây giờ á, là cái đứa nhỏ nó, nó đã chuyển qua nó thù hận rồi. Nó không có theo ba nó được á, là bởi vì ba ba nói với nó là kiểu như gọi là xung khắc với nhau. Không có theo được nhưng mà đứa bé là rất là hạp vía với cái người mẹ. Nó thành ra là mới theo, mới trù, mới làm cho kiểu như là mới quở cho nó mệt mỏi nhức đầu như vậy đó. Nên bây giờ tốt nhất là nên hai vợ chồng sau ra đường làm ăn này nọ rồi cũng ông này bà kia. Thiệt, tại vì Văn Huy mới nói là hai anh chị giỏi lắm, mặc dù là cái tuổi đời còn trẻ nhưng mà cũng ra, cũng làm, cũng có chút danh tiếng ngoài xã hội mọi người. À, anh chị ra ngoài đường, anh chị làm, cũng ông này bà kia, sao mà có cái chuyện chút xíu mà là đặt tên cho nhỏ, rồi ví dụ như hàng tháng mình cúng kiến, mình đâu cần phải ra tay mình cúng nhà ví dụ như có dư giả tiền bạc thì nhờ người làm cúng kiến dùm cũng được để cho nhỏ đối khác vậy từ con cái mình á mà nó chuyển qua thù hận mình nó, nó nó theo mình nó làm vậy đó à thì nói tới đầu là à, bà chị đó với lại ông anh kia khóc rất là nhiều thì rồi đó chỉ là đơn giản như vậy thôi nó chỉ kỳ lạ ở cái chỗ là à, là nặng ở trên cái đỉnh đầu ra mấy khúc cây mà cái khúc xương như vậy thôi thì nó rất anh huy bác nói là khi bạn thấy như vậy rồi bắt đầu là bạn ngồi bạn hết dám cười nha hết dám cười đùa bắt đầu tin bắt đầu là ngồi suy nghĩ hoài nó thấy nó, nó ghê ghê lắm kìa mà ví dụ như là nói ờ à, là bà đó bà, bà bà, làm ảo thuật thì không phải tại vì trên cái đỉnh đầu á là có một cái vết thẹo luôn tại vì giống như là là nó từ bên trong mới đi ra mà nó có một cái vết thẹo ở trên đây như vậy là rỉ máu là luôn đó là cái khúc cái khúc xương nó nằm ở bên trong cái đầu chứ không phải là nằm bên trong cái khăn đâu à thì rồi xong hết bắt đầu là đương nhiên đặt tên xong rồi dặn về cúng kiến này nọ nếu mà tốt nhất á, thì bây giờ là gửi vong vô chùa đích thân ba hoặc mẹ phải ừ là gửi vong vô chùa từ từ đi từ từ hóa giải từ từ chứ bây giờ gấp gáp quá cũng không được cái gì thì rồi là xong cái phần đó chứ cũng không có gì mọi người ha cái lúc đó đó thì à, cũng lên cũng à, trả tiền nhang đèn chút đỉnh rồi tính đi về đó thì cái bắt đầu khi mà đi ra như vậy đó thì vợ của anh bạn Huy nè mới nói đấy là anh anh hồi nãy giờ anh để ý, anh có để ý cái gì không nói mà nguyên nó để ý gì em nói nãy giờ bà thầy bà làm cho ông anh bà làm cho bà chị vậy đó sao em cứ thấy là bà cứ liếc liếc em hoài bà cứ dòm dòm bà cứ liếc liếc em hoài thì bạn mi này bạn nghĩ như vậy nè mà nói trời không lẽ bà thầy này bà thích con gái trời kiểu như là mình gọi là 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 lét kiểu như vậy đó tự nhiên bà liếc em nó bậy anh ơi không có đâu bà này em biết bà là có chồng con đàng hoàng không có vậy ý là không biết là bà có thấy em có người theo không á đâu bây giờ mình chắc mình vòng vô mình hỏi thử coi sao đó thì bắt đầu mới quay trở người vô mới kêu hai vợ chồng anh chị đi về trước đi bà là hai vợ chồng bạn huy mới vòng vô mới hỏi đó thì cái cô vợ kia cũng hỏi thiệt luôn rồi nó ờ thầy nãy giờ thấy con thấy bà thấy thầy làm vậy đó thì thầy có dòm dòm con con sợ quá thì con không có biết là con có bị dông dí gì theo không thì cái người thầy kia không mới cười nói không thì nó có nói chung là là có là có dông theo đó nhưng mà thôi à, cũng à, không có ác ý gì đâu đừng sợ nghe không trời ơi mới nói giờ không cần biết là ác ý hay không ác ý mà mình người bình thường tự nhiên mình nghe có dông theo là mình đã sợ rồi đã bắt đầu mới im 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 Bắt im, đầu hồi bà thầy mới nói thôi bây giờ lại sợ quá tôi nói cho nghe không ai xa lạ trên với lại không có theo cô đâu theo mà theo cái anh này nè chỉ cho bạn huy theo và theo cái anh này nè rồi bạn Huy bằng cũng giật mình nói phải ông trời thiệt không? Tự nhiên theo tôi, tôi đấu có gì đâu, tự nhiên theo tôi. Đó thì cái người thầy nó nói tiếp là cái người đó không có ai xa lạ trên chính là ba vợ của bạn Huy. Ha, à, đã cái lúc đó cái lý do đó mà không có theo được con gái của mình là vợ của anh Huy đó là do cũng y như bà chị ông anh, ông anh hồi nãy là do xung khắc cái tuổi. À, nên thành ra không có theo để mà phù hộ được đợi cho tới khi con gái lấy chồng là anh huy á thì rất là trùng hợp sao là con rể lại con rể lại hợp vía với lại ba vợ mọi người đó nên thành ra là cái người ba vợ đó mới đi theo để mà giống như là phù hộ chồng giống như là phù hộ vợ kiểu kiểu như vậy đó của chồng công vợ năm nay là như vậy đó nên mới đi theo thì rồi cái lúc đó thì bạn huy bạn cũng bán tính bán nghi tại vì khi bạn huy bạn về bạn làm rễ cho nhà này thì ba đã mất mấy năm rồi thành ra không có biết rõ đâu thậm chí là khi mà ba mất á thì bạn cái bạn vợ của bạn huy còn không biết lý do tại sao ba mất chỉ biết là tai nạn này nọ thôi chứ cũng không biết rõ nguyên nhân lắm đó thì lúc đó cũng bày tỏ có quan điểm là cũng không có tin thì ngay cái lúc này đó cái người thầy họ mới nói à Ba ông mất á là ở ở đoạn đường nào nè, bị xe gì mất nè, biển số xe, biển số xe của ba là như thế nào nè, biển số cái xe đụng ba là bao nhiêu nè. Rồi cái người mà kế bên ba khi mất á là mẹ mẹ vợ của bạn Nguyên nè. Rồi lúc đó mặc cái áo màu gì, màu gì nói, nói một rành một mạch y như là mình ngồi mình kể chuyện, mình miêu tả về một cái vụ tai nạn vậy đó mọi người tưởng tượng không? thì khi mà nói nói tới đâu á là trời ơi bắt đầu là bà bà, bà, bà vợ bà huy là khóc mà nổi da gà cục 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 tới đó như vậy nè à thì nói xong hết rồi đương nhiên thì cũng nói chung là cũng tin rồi lúc này thì đã tin rồi nha nhưng mà cái người thầy đó không lấy tiền nữa tại vì đâu có điều trị gì đâu chỉ tới là chỉ thông báo nó ừ là là, là có dông theo là bà ông và vợ cũng theo cũng phù hộ vậy thôi chứ cũng không có gì đâu à thì rồi bắt đầu đi về thì khi mà đi về đó lại hỏi má lại hỏi má má vợ đó thì bả vừa khóc bả vừa nói và nói y chang như những gì mà cái người thầy đó nói luôn biển số xe mặc áo màu gì đang ngồi trong nhà nghe tin tại vì đụng xe gần nhà thôi là chạy ra là ba ổng đang hấp hối là bắt đầu ẩm trên tay này nọ rồi tất cả mọi thứ đó là cái người mẹ đó nói những cái lời nói những cái sự miêu tả là giống một trăm phần trăm với lại cái bà thầy lúc đó mới thấy được cái sự linh thiêng như vậy nha, à thì từ lúc đó bắt đầu là bạn huy bạn tin và tin thêm một cái nữa là cái gì mọi người mình... tối hôm đó đó bạn huy đó bạn ngủ đó, trong giấc mơ bạn thấy ông già vợ của mình hiện về không chọc không nói chuyện không có gì cả mà chỉ là đứng ngay chỗ cái giường và nhìn bạn huy thôi nhìn bạn huy với một cái vẻ mặt cũng không phải là hung dữ nhưng mà gọi là cái vẻ mặt cũng cười mà cười hiền hòa mọi người cười nhẹ 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 lên như vậy là cười mãn nguyện nó kiểu như vậy đó là cười nhẹ 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 lên như vậy bạn nói là tại vì cái giấc mơ nó lờ mờ quá nên bạn cũng không có nhớ rõ lắm chỉ biết là trong giấc mơ mở mắt ra thấy ba ông đứng ở đó đó mà ông cười nhẹ nhẹ cái giật mình sợ Bạn Huy bạn nói là bạn sợ lắm từ cái vụ mà lấy khúc xương trên đầu ông anh vợ mình rồi này nọ nó bắt đầu là bạn bạn tin tâm linh là bạn đã sợ rồi đó nên thành ra tới tối mà nằm mơ thấy như vậy nữa là rất là sợ Bật ngồi dậy thì không còn thấy đâu nữa đó thì bắt đầu mới ra mới mới nó mới hỏi mái vợ mình á. À, lúc ba mất ba mặc độ sao 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 nói lại là y chang cái bộ đồ trong giấc mơ luôn nha mọi người nha nếu như á mà nói ở ừ, bạn huy này ngài suy nghĩ cái gì tối nằm mơ thấy cái đó thì không đúng tại vì cái bộ đồ mà bạn huy này bạn thấy ba vợ mình hiện về á cái bộ đồ mặc trên người ba vợ nó không có giống như cái bộ đồ trên bức di ảnh nha trên bức kỳ ảnh là mặc đồ vest này nọ đồ bình thường đàng hoàng đẹp trai điển trai lắm đó nhưng mà còn cái bộ đồ lúc mà tẩm liệm tại vì mất cũng cách đó cũng mấy năm đó thì bộ đồ tẩm liệm là một cái bộ đồ áo sơ mi này nọ bình thường thôi và một cái màu giống như là màu cũng đỏ đỏ ẩn ẩn ẩn, ẩn như vậy đó đó và ba hiện về với đúng cái bộ đồ lúc mà tẩm liệm thì cái này nó không còn gọi là trùng hợp nó không còn gọi là ông à, chắc ông huy này sáng ông nằm mơ ủa sáng ông suy nghĩ nhiều thành ra tối ông nằm mơ thấy vậy thôi chứ không phải là ba hiện về đâu thì không hoàn toàn không đúng tại vì mặc đúng cái bộ đồ như vậy luôn à rồi thì từ đó trở về sau bắt đầu là bạn Huy mới tin rồi thường xuyên thắp nhang này nọ đồ cho ba à, vợ kiểu kiểu như vậy mọi người ha đó rồi thì đó đó chỉ là cái câu chuyện đầu tiên nó chỉ là như vậy thôi một cái câu chuyện à, tâm linh để cho mọi người biết thêm nhiều cái việc về tâm linh nó chỉ có một cái bài học duy nhất á, là về cái vấn đề mà phá thai của cái bà chị vợ đó mọi người ha phá thai xong rồi cũng bỏ bê nhỏ không có đặt tên đặt tuổi cúng kiến gì để cho nhỏ nó hóa thù hận nó về nó nó quở hai vợ chồng là như vậy thành ra mọi người cũng tự rút kinh nghiệm đi nha có chơi là có chịu nha mọi người nha chứ đừng có hở chút xíu đi phá thai nó cũng không có nên nha Thôi à, rồi là bây giờ đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai này á là do một bạn bạn này bạn xin giấu tên nhưng mà bạn nói là thôi kêu em bằng tên là cái biệt danh của bạn đi biệt danh bạn hay dùng với bạn bè đó là bạn kêu bạn tên là gạo là một một bạn nữ nha mọi người nha bạn đã gửi về, về 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 kênh của mình một cái câu chuyện như thế này cũng rất là ghê bạn nói là tới hiện tại cho tới khi mà bạn ngồi bạn gửi chuyện cho mình á là bạn gặp tổng cộng là bốn cái câu chuyện ma khác nhau từ nhỏ cho tới lớn đó thì ý bạn nói như vậy làm sao có nghĩa là gửi chuyện xong rồi thì không biết sau này là bạn còn gặp nữa hay không bởi vì bạn chưa hề đi chùa bạn chưa hề đeo bùa, đeo chú hay là cái cách hóa giải gì hết trơn á tại vì bạn nói là à, cũng nói chung là cũng không có tìm được cái chỗ tin tưởng với lại bạn nói là lâu lâu mới gặp một lần cũng không tới nỗi nào là kiểu như vậy em thì rồi bốn câu chuyện mà nói bây giờ mình đi theo một cái chuỗi thời gian đi là từ lúc bạn nhỏ cho tới khi bạn lớn em cái lúc nhỏ đó là bạn nói bạn nhớ cái 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 ngày đó sau này đó thì bạn có hỏi ba mẹ lại đó thì ba mẹ mới nói là cái ngày đó là ngày 31 tháng 12 à cái năm đó là ông của bạn ông cố của bạn là có mất thì ngay cái ngày đó lúc bạn còn nhỏ lúc đó bạn nói là bạn khoảng chừng 4 năm tuổi gì thôi à, là bạn có gặp ma một lần cái lúc đó đó thì trong đúng cái ngày hôm đó luôn là từ sáng cho tới chiều là cả nhà tập trung vô ông cố rất là nhiều bởi vì ông cố uh, đang hấp hối rồi nói chung là giống như là ngọn đèn trước gió và mọi người ơi là muốn muốn tắt lúc nào là tắt đó nên thành ra là là mọi người bu xung quanh như vậy là rất là lo lắng rồi mở kinh phật vòng vòng này nọ đồ rất là nhiều con nít là không có được tham gia con nít là lúc đó là bạn này bạn khoảng chừng bốn năm tuổi thì bạn chỉ ngồi ở ngoài lâu lâu chắc say giặt gạo gạo lấy giùm má bình nước gạo gạo lấy giùm ba cái khăn chẳng hạn vậy thôi chứ cũng không có được vô trong phòng lâu lâu là vô ừ là thôi vô giờ ông giờ ông cố chút xíu đi vuốt vuốt mà bạn đó là bạn rất là sợ con nít thì thường rất là sợ người già cái này mình nói là là, là nó hợp lý giống như bơ con mình nó cũng vậy thôi đó thì thấy trong trí nhớ của bạn là ông cố nằm đó ốm o gầy mòn rồi hai cái má hớp lại cái miệng hả ra như này nè cứ nằm cứ thở nhẹ nhẹ con mắt thì nhắm lại bạn nhìn bạn rất là sợ nhưng mà ba mẹ kêu thì bạn cũng lại bạn rờ nhẹ 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 nhẹ, nhẹ mà không một chút cảm xúc nha lúc đó không không có tình thương mến thương đâu tại vì có bốn năm tuổi đó mà mọi người nói với lại ông cố nữa cũng là một cái ông cũng cũng xa mà thành ra cũng không có tình thương mến thương nhiều đâu chỉ nghe lời ba mẹ thôi đó thì mãi cho tới hôm đó là bạn nghỉ học luôn nha mãi cho tới chiều mãi mãi cho tới khoảng cỡ tối đó là sáu bảy giờ đó lúc đó bắt đầu là người thân này nọ đồ người ta cũng về về bớt rồi tại vì tối người ta còn về nhà nghỉ lúc đó ở nhà còn hai ba người chú rồi bắt đầu là ba mẹ thôi bốn năm người thôi thì bạn mới cái giờ đó là 7 giờ là là có một cái phim hoạt hình gì đó một cái phim hoạt hình gì đó bạn ngồi ngay chỗ phòng khách đó bạn ngồi bạn coi phim hoạt hình ở trong phòng thì ba mẹ với mấy chú là đang ngồi bu xung quanh như vậy nè cũng đợi cũng đọc kinh hồi hướng hay nọ đầu kiểu như vậy thì bạn đang ngồi bạn bạn nhìn vô trong tivi bạn coi con nít mà coi vui vẻ như vậy nè thì bạn nói là bạn thấy ở ngoài cửa đó là có một cái bóng đen đi vào có một con bóng đen đi vào bắt đầu là còn mở cái cửa ra thậm chí là mở cái cửa nhà bạn ra mở cửa bắt đầu đi qua đi ngang bạn bạn đang ngồi coi tivi như này đi ngang qua bạn như vậy nè còn che cái tầm mắt bạn với tivi nè thì bạn cũng dòm giờ mà không biết ai tại vì sáng giờ cái người mà ra vô nhà bạn rất là nhiều cô chú mợ gì bác cậu nọ đồ ra vô rất là nhiều luôn thành ra mà cũng không có để tâm chắc là cũng vô thăm ông cố và họ bà hàng xóm láng giềng qua thăm ông cố rồi mình cũng không quan tâm làm gì cũng ngồi như vậy nè thì cái người đó đó họ mới vừa đi vô tới phòng cái bắt đầu trong đây ông có ông la là nghe rõ ràng ông có ông la mà la trong cái sự mà gọi là là đuối sức của mọi người nó ừ, tao không có đi tao không có đi đâu tao không có đi đâu tao không đi theo mày đâu tao không đi theo mày đâu tao đợi người tới rước tao không phải mày không phải mày đuổi nó như vậy nè đó thì bạn cũng bạn cũng giật mình bạn cũng chạy vô thì thấy là ông cố vơ tay múa chân này nọ rồi ở đây ở, 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 ở ông ơi ông ngoại ông nội ở, ở, ba ơi này nọ bình tĩnh kiểu kiểu mới đỡ ông cố lại như vậy nhưng mà ông cố la lên rất là nhiều nó đuổi đi đi đuổi đi đi thì ở trong đây mới đầu mới nói là là đâu có ai đâu ba đâu có ai đâu ba thì bạn cũng nhìn vòng vòng thì bạn không còn thấy cái bóng đen hồi nãy đâu nữa bạn chỉ thấy là những người quen thuộc như ờ ừ, ông chú hai ông chú ba rồi ba mẹ kiểu như vậy thôi mà thấy rồi bắt thấy bắt đầu thấy ông cố chỉ chỉ mà đuổi rất là hung dữ mà giống như là rất là mạnh bạo luôn nha mọi người nha trong khi từ sáng đến bây giờ nằm có một chỗ thôi thớp thôi thớp mà bây giờ là rất là mạnh như vậy luôn Đáp thì bắt đầu một hồi nữa thì đương nhiên ông hình như là cái người đó họ đi thì bắt đầu ông cố mới nằm xuống chút xíu thì khoảng đâu 45 phút một tiếng xong đồng hồ sau đó là ông cố qua đời thì khi mà ông có qua đời như vậy đám tang thì mọi người người ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, đám tang cũng đông người này tới người kia tới thì mới đem cái câu chuyện là à, trước khi mất một tiếng là ông cố có làm vậy 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 nè. Đó thì mà ông cố chỉ cho một cái người nào đó mà thật ra không có ai hết trơn á, chắc là bắt đầu người này người kia mới nói à, ừ chắc là ông bị lẫn á, ông bị lẫn hay sao sao đó. Thì bắt đầu là bạn này bạn mới nói, bạn nói với mẹ nói mẹ mẹ lúc đó là con đang ngồi coi tivi á là con có thấy có người đi từ trước nhà mình đi vô mở cửa đi vô cái người đó vừa đi vô tới trong phòng là bắt đầu ông cố la lên vậy vậy cái này là mình nói theo cái cách suy nghĩ cái cách suy diễn của mình nha nhưng mà cái lúc đó bạn 4 năm tuổi là bạn không bao giờ bạn nói được những cái lời như vậy đâu không có được rõ ràng đành mạch như vậy đâu cái đó là lớn rồi 10 tuổi mới nói được vậy thôi ý mình nói là mình kiểu như là bạn truyền đạt là cái ý của bạn là như vậy đó đã thì cái lúc đó thì cả nhà đều không ai tin bạn hết trơn á đều nói là bạn con nít biết cái gì nói tầm bậy tầm bạ này nọ đồ đủ thức thì rồi lúc đó khi mà bạn đang bị la như vậy á là có một cái người sư thầy cái người thầy tụng người ta tới người ta mới binh người ta nói thôi người nhà ơi cái gì đâu mà con nhỏ nó đã thấy rồi nó đã thấy như vậy rồi mà mà mà, mà lý do tại sao mà người nhà không tin thì chớ đi mà bây giờ còn chửi nó nhỏ làm gì để sau này nó không biết này nọ rồi nó dễ bị uh, ma xui quỷ khiến này nọ đâu thì người nhà mới quay qua hỏi nó ủa thầy nói vậy là sao thì cái sư thầy đó cái sư thầy không mới nói nó ừ thì theo như tôi thấy đó nghe là khi mà ông mất như vậy á tại vì không phải là ông mất mỗi cách đột ngột mà là ông mất nó có một khoảng thời gian khoảng cỡ đâu nửa tháng trời ông nằm đó ông hấp hối rồi giống như là ngọn đèn trước gió như vậy thì cái này mình hay kể rồi nè đó là khi mà một cái người mà họ 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 nằm kiểu như hấp hối như vậy đó rất đứng gần cái ranh giới mà sanh tử như vậy đó thì những cái vong hồn vòng vòng xung đó những vòng vòng xung quanh đó, đó là họ sẽ tới gần giống như là họ chào đón một cái người bạn mới gì đó kiểu kiểu như vậy đó thì sẽ có những người ác ý thì người ta sẽ tới người ta sẽ bắt cái vong hồn của ông cố đi để mà đi làm ngạ quỷ kiểu kiểu như vậy đó gọi là bắt hồn kiểu kiểu như vậy đó à thì có rất có thể luôn nha cái người sư thầy hỏi nói như vậy thôi rất có thể đó là cái bạn gạo này lúc đó đã thấy một cái người vào để mà tính bắt hồn ông cố nhưng mà ông cố không có chịu đi ông cố mới đuổi đi như vậy ông cố phải đợi một cái người nào đó tới rước đi mà nó ví dụ như hắc bạch vô thường hay là hay là những cái người của quyền ba mẹ gì của ông cố đó tới để mà dẫn ông cố đi thì ông cố mới chịu đi đó thì rồi sau đó người nhà mới không có la bạn gạo nữa Mới biết là bạn gạo thấy cái chuyện như vậy à, Rồi thì đám tan xong tất cả mọi thứ rồi Cũng thôi cũng không còn gì xảy ra trong vòng 49 ngày Cũng không có gì xảy ra luôn nha mọi người nha Đó rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn gạo gặp lúc mà bạn còn nhỏ như vậy Bạn nói cái lý do Chắc có thể mọi người sẽ nói ừ, là sao lắm, bạn gạo này bạn 4-5 tuổi Bạn là có thể nhớ rõ như vậy Nhưng mà thật sự mình nói là gặp ma mà Chứ đâu phải là gặp cái gì đâu Thì nó sẽ in dấu vô trong cái não Rất là lâu luôn nha mọi người nha Rồi đó là cái việc đầu tiên mà bạn gặp ma như vậy Cho tới cái lần gặp ma thứ hai Mọi người biết cách cái lần đầu tiên bao nhiêu lâu Rất là lâu luôn Mãi cho tới mười mấy năm sau Một đứa, một một bé gạo Bốn năm tuổi bây giờ là đã là Mười bảy, mười tám tuổi rồi Đã là một thiếu nữ rồi Thì tới lúc này bạn mới gặp ma Thêm một lần nữa đó mọi người thì lúc đó nó là bạn cũng học được tới lớp 11 rồi Thì nó là có một cái đứa bạn của bạn nó mới rủ bạn qua nhà chơi Mới nói là à, hôm nay ba mẹ tao đi vắng rồi qua chơi Rồi nấu chiên cái nhân chiên, coi phim này học bài kiểu, kiểu như vậy đó Thì bạn cũng xin phép ba mẹ và ba mẹ cũng tính Ba thì ổng tính là ổng sẽ đưa bạn đi Nhưng mà rồi cũng bận công chuyện gì như đó Nhưng mà lúc đó thì cũng có xe bích rồi Hình ra mới kêu thôi để bạn đi xe buýt tới đó Bạn cũng đi tới bình thường và lúc đó là buổi trưa nha Chứ không phải là buổi tối đâu thì khi mà đi tới đó nó đọc được cái địa chỉ đó là cái địa chỉ một của một cái chung cư bạn tới đó như vậy nè thì đứa bạn nó dặn rất là kỹ nó à mày tới chung cư xong đó thì à, mày đi vô tại vì chứ ở ở cái chỗ đó cũng không có bảo vệ một cái chung cư cũng rất là cũ rồi không có bảo vệ không có lễ tân không có gì đó hết là cứ tới đó là mày cứ đi tới thang máy mày vô thang máy mày bấm uh, cái chung cư của tao là có 10 tầng mà tao ở trên tầng chín á mày vô thang máy mày bấm cái tầng chín là lên số phòng là chín mười là phòng của tao kiểu kiểu như vậy á đó thì cũng đơn giản thôi thì tới đó thì bạn nhìn thì đúng đẹp đây là một cái chung cư mà à, không phải là quá cũ kỹ mà nát bét đâu mọi người nó cũng còn mới nhưng mà dạng giống như là được xây vào những năm 2010 11 kiểu kiểu như vậy đó thì, thì cũng tới tới thời điểm mà bạn gặp chuyện thì nó cũng đã khoảng chừng 7 8 năm rồi cũng cũng rồi cũ rồi thì rồi bạn cũng tới đó thì uh, bạn đi vô không có không có hề có bảo vệ không hề có cái gì hết á thì bắt đầu là bạn đi vô tới thang máy bạn mới bấm vô thì vô tới lúc đó nó chạy xuống chữ g nha bạn đi vô trong thang máy xong bạn nhìn nó có nguyên một cái hàng nút g một hai bốn năm sáu bảy tám chín mươi đó là 10 tầng thì theo hướng dẫn thôi bấm vô cái tầng chính một cái bắt bắt đầu bạn bấm cái nút cho cái thang máy nó khép lại thì khi mà cái thang máy nó khép lại như vậy đó ai đi thang máy sẽ biết khi mà thang máy nó đi lên là mình sẽ có một cái cảm giác là cái thang máy nó nâng mình lên mình thấy cái người mình nó lân 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 kiểu như vậy đó em thì cái thang máy khi mà đi lên như vậy nè bạn bạn không có nhìn cái biển số lên tới đâu đâu bạn cứ đứng bạn đợi thôi khi nào mà nó tính toan là nó tới phòng nó tới ấy là mình đi ra thôi kiểu như vậy nhưng mà rồi bạn thấy là cái thang máy nó cứ đi lên hoài nó cứ đi lên hoài 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 như vậy mà nó cũng không có dừng lại nó lâu lắm nha bạn nói là khoảng cỡ đâu cũng khoảng cỡ là 30 giây rồi thang máy thường nó nhanh lắm 10 tầng nó nhanh nó khoảng cỡ chừng 10 giây 15 giây mà sau cái này là 30 giây 40 giây mà nó vẫn chưa dừng lại thì bạn mới dòm lên trên cái bảng á, thì nó mới thể hiện là nó lên tới tầng 5 em nó đang có cái tầng 5 bắt đầu tầng 5 nó chạy xuống bắt đầu tới cái tầng 6 nó chạy xuống như vậy nè ha à nói, trời ơi, sao thang máy này cái gì mà nó cổ lỗ sĩ dữ vậy thang máy gì mà đi chậm thấy sợ luôn vậy đó nghe cái bạn cứ dòm bạn cứ dòm bắt đầu nó cái số 6 nó rớt xuống bắt đầu tới số 7 nó rớt xuống mà nó chậm nó một tầng nó đi khoảng bốn năm giây một tầng mọi người ơi nó lâu tới nổi như vậy đó cái nó xuống mở đầu là bây giờ tới tầng 8 rồi rồi, 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 rồi chuẩn bị nó ngang là hai chuẩn bị là lúc đó bạn có sách một vài cái đồ đạc để mỗi nhà bạn mình chơi nó cặp sách này nọ lắm đó bạn quay bạn cầm cặp sách này nọ chuẩn bị tới tầng 9 nó tính toan là mình đi ra nhưng mà khi mà nó tới tầng 9 một cái 4 5 giây sau cái tầng 9 nó rớt xuống nó lên tới tầng 10 luôn nó nói ủa hồi nãy không lẽ mình bấm lộn hay sao tự nhiên nó lên tới tầng 10 thì bạn cũng đứng bạn, bạn đứng mặn đợi thôi bây giờ tầng 10 mà nó mở bây giờ bởi vì bạn của bạn nói là chung cư đó chỉ có 10 tầng thôi nên thành ra bây giờ tới tầng 10 nó mở ra mình đi bộ xuống cũng được nó tầng 10 xuống đi bộ xuống tầng 9 kế bên nhưng mà nó lên tới tầng 10 rồi mọi người biết gì không nó lên tới tầng 11 và nó lên được tới tầng 12 luôn Nếu đó bạn giờ hoảng loạn thì không hoảng loạn sợ thì không hoảng không có sợ gì hết chứ mà bạn nói là nó kỳ lạ thôi nó ủa Sao bạn mình nói là chung cư này nó chỉ có 10 tầng thôi mà Tại sao bây giờ thang máy nó chỉ tới tầng 12 hai? là sao Không lẽ là cái thang máy này nó mát hay sao kiểu như vậy Thôi thôi là bây giờ mình cứ bấm đi Mình cứ bấm nút cho nó dừng lại cho nó mở cửa ra để mình đi ra Đã nhưng khi bạn bấm hoài mà nó không có bất kỳ một cái hiệu ứng gì cả Lúc này từ cái tầng 12 nó rớt rồi nó trả bằng xuống à, bắt đầu cái cảm giác của bạn cái người nó lân lân theo kiểu như đi, đi thang máy xuống thang máy xuống mà thang máy lên nếu ai đi thang máy nhiều là sẽ cảm nhận được rõ rệt luôn nha lên nó khác và xuống cái người mà nó khác liền đó thì lúc này là cái người bạn nó hỏng hỏng là một cái là cái thang máy nó đang đi xuống rồi nó rớt nữa nó cũng rất là chậm, 12, rớt xuống 11, rớt xuống 10, rớt xuống 9, nó cũng không dừng lại luôn. Nó rớt, hỏi rớt xuống xuống tới tầng 5. Mới nó nói cái gì trời, không lẽ giờ mình bị nhốt thang máy, lúc này là sợ nha. Tại vì lúc đó thời điểm đó thì bạn này bạn mới có 17 18 tuổi thôi, lớp 10 lớp 11 thôi à. Đó thì cũng cũng hơi ớn 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 cũng sao, 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 sao kỳ dữ vậy nha. Bấm cái nút mở ra liên tục liên tục luôn cũng không có. Cũng không có mở để bạn bắt đầu là đưa bạn lên nữa. Nó mà nó là không có nhớ rõ nhưng mà nó đưa bạn lên trên tầng 7 rồi nó xuống tầng 3 rồi nó lên tầng 5 rồi. Nó làm tùm lum hết cho nó. nó cứ đưa bạn lên, đưa bạn xuống, đưa bạn lên, bạn xuống như vậy nè. Đã thì bắt đầu một hồi nữa đó thì nó trả cái lần cuối cùng là bạn nói là nó đưa bạn xuống dưới cái tầng g khi bạn thấy cái nút g rồi bắt đầu bạn mới nghe được cái chữ tính toan là cái thang máy nó sẽ mở cửa ra cho bạn đi ra thì bạn nói là bạn rất là mừng bạn mới khum xuống bạn bạn cầm đồ nè mình khum không xuống mình lấy đồ mình cầm cặp táp bao shop rồi đó nè thì khi bạn vừa ngẩn lên một cái cái cửa thang máy nó chưa có mở ra cửa thang máy này nó mở rất là chậm nó không có như thang máy hiện đại đâu nó phải tính toan ba bốn giây sau nó mới mở kiểu như vậy đó thì cái cửa thang máy nó còn nằm nguyên như vậy nè bạn vừa không không bạn vừa ngẩng cái mặt bạn lên thì trước mặt bạn là cái cửa thang máy nó bằng 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 nhôm á nó có phản chiếu rồi đó bạn thấy rõ ràng luôn nha phản chiếu lại trong cái cửa đó nha là ở sau lưng của bạn có một cái đứa nhỏ nó đứng nó đứng sát trong cái góc cầu thang máy như vậy đó mặt nguyên một cái đầm màu đỏ luôn mà màu đỏ thì mọi người biết rồi đó Màu trắng còn đỡ nha Màu đỏ thì nó hơi ghê chút xíu nha Đó là đứng ở đó mà cúi gầm đầu hai cái tay để xuống nè Da thì nó trắng trội Trắng như bạch tuyết Trắng như bông bưởi ra Mà đứng tóc thì rất là nhiều nha Cái đồng màu đỏ mà đứng sát vô trong góc thang máy Mà cúi cái đầu xuống như vậy nè trời ơi bà nói là bạn hoảng loạn cực kỳ luôn nha bạn nói bạn đập cái cửa đập đúng 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 như vậy nè đó cái cửa bắt đầu là nó mới mở ra từ từ bắt đầu là bạn đồ đạc là bạn giục hết là bạn giục bạn chạy ra thì khi bạn giục bạn chạy ra như vậy đó thì bạn mới giống như là bạn mới va phải một cái người cái người đó là giống như là cái, cái, cái người dân ở trong chung cư hay sao chứ không, không phải là bảo vệ không phải là gì chứ đụng cái đùng bắt đầu là mới 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 té xuống thì khi mà té xuống bắt đầu người ta nói trời ơi cái đứa nhỏ này sao mày nãy giờ mày ở trong mày mày làm gì mày 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 mày, mày 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 mày, mày, khóa cửa thang máy hoài như mày sao không đi lên đi xuống đi khóa cửa thang máy hoài đó thì bạn ngồi bạn lui cô bạn ngồi dưới ơi, con sợ quá con sợ quá cô chú ơi con sợ quá cô chú ơi lại gặp hai ba người á thì như kia nó mày sợ cái gì mày phá cho đã rồi mày sợ cái gì trời cái này tao đưa mày lên trên công an chơi chơi giỡn kỳ lắm Nói dạ không con 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 sợ quá nó mày sợ cái gì mày nói cái thì bạn mới nói là ừ hồi nãy bạn vô thang máy là bạn lên xuống một nhà, vậy 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 đó nhưng mà cái người kia hai cái người đó mới nói với bạn lại không phải cái câu chuyện là như vậy hai cái người đó nói là đứng ở thang máy thấy rõ ràng là cái thang máy nó đang nằm nút g và từ đầu tới cuối thang máy chưa hề di chuyển hai cái người đó cứ bấm cái nút thang máy mở cửa ra thì cái 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 thang máy nó vừa mở ra giống như là có người ở bên trong cái bấm nút cho đóng lại đó mọi người từng đi thang máy mà gọi là tranh giành thang máy với nhau mọi người Cái người bên trong thang máy bấm cho nó đóng lại cái người ở ngoài bấm cho nó mở ra cứ mở ra mở vô như vậy đó nhưng mà cái cửa này nó không mở ra mở vô có nghĩa là nó vừa nhúc nhích nó vừa hé ra cái nó đóng lại nó vừa hé ra cái nó đóng lại nó vừa hé ra cái, nó, đóng nó hé ra cái nó đóng lại đã và hai cái người này đứng ngoài này nhìn vô trong thấy bạn đang đứng bên trong À, thấy rõ ràng thấy bạn đang đứng bên trong bạn cứ dòm 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 như vậy nha nhưng mà cái bạn gạo này bạn nói bạn đứng bên trong thì bạn chưa bao giờ bạn thấy cái cửa nó mở ra mà bạn chỉ có cảm giác là thang máy nó lên tầng 10, tầng 12, rồi xuống tầng 7, nó qua tầng 5 nó cứ như vậy hoài luôn giống như là ở bên ngoài thang máy là một cái thế giới khác mà bên trong thang máy là một cái thế giới hoàn toàn khác như vậy rồi còn thấy được cái cô bé áo đỏ như vậy nữa cái lúc này là khi mà bạn bị nói như vậy giống như là mình giống như là mình không có làm mình mà mình bị đổ trên đầu như vậy đó thành ra là bạn rất là tức bạn vừa sợ mà bạn vừa tức bạn mới kể nó không con vô thang máy bạn con ở tầng 9 nó tên gì tên gì tên gì đó hai cái người đó biết nữa à thì ra là con con bình ở tầng 9 đó, hả ừ con nhà bà mai đó, hả ừ biết hai cái người đó biết bạn của bạn luôn á nha bạn của bạn gạo luôn á nha đó là ừ, con ở trên đó là con vô thang máy con bấm mà nó đưa con lên tới tầng 12 thì khi mà nói tới tầng 12 là hai người này đã dòm nhau rồi nó mày bị khùng chung cư này tầng 10 chứ làm gì có tầng 12 mà lên trên đó mà không khẳng định là có cái tầng 12 rồi đưa lên đưa, đưa xuống bắt đầu bạn nói một hồi đó bắt đầu bạn mới nói đó con con còn còn có lúc mà hết chuẩn bị ra con còn thấy cái đứa nhỏ mặc áo màu mặc cái đầm màu đỏ đứng sau lưng con này nọ nữa thì khi mà nói tới đó tự nhiên mặt của hai cái người kia biến sắc liền đổi thái độ hồi nãy là đang đang chửi bạn mà nó ừ mày vậy vậy mày phá phách Vậy vậy hung dữ nha tự nhiên nói tới đó nói ủa vậy hả con thì hả con con thấy đứa nhỏ mặc cái đồng đỏ hả con ờ ờ ờ thôi 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 thôi, thôi. Để, được, 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 con, 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 bây giờ con lên không đi đi thay tầng chín đi thang bộ đó, nó nó cũng xa đó thôi bây giờ đi vô thang máy đi rồi, rồi, rồi cô chú đưa lên cho đi chung với cô chú đưa lên phòng chứ mà bà nói bạn sợ mà không có dám đi bây giờ thôi thôi con đi về con sợ để con về con gọi bạn con sao Nói, ừ, ừ vậy hả vậy hả, thôi 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 con đi về đi cái hai cái người này nha đi qua cái thang bộ kế bên đi thang bộ luôn chứ không dám sử dụng thang máy luôn có nghĩa là hai cái người đó cũng biết sơ sơ về cái vấn đề thang máy này nó bị cái gì rồi mà giống như là chỉ nghe kể thôi cho tới bây giờ mới nghe bạn này bạn thấy là cô bé áo đỏ à cô bé thằng đứa, đứa nhỏ mặc áo màu đỏ hay nọ rồi bắt đầu hai người này cũng rất là hoảng sợ luôn Tuy nhiên thì bạn không có thời gian để bạn ở lại bạn nghe cái câu chuyện của hai người đó đâu, bạn sợ quá bạn đi ra, đón xe buýt đi về rồi bắt đầu là lấy điện thoại mới gọi cho bạn nó ừ đâu gặp vậy 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 á, tao sợ quá, sợ quá. Mà ngộ một cái là cái người bạn của bạn gạo ở đó đó thì lại không biết chỉ nói là chưa thấy gì hết trơn chỉ nói ừ cũng có nghe đồn là thang máy nó lâu lâu nó bị trục trặc rồi à, người ta bị nhốt ở chổng cũng đôi lần này nọ rồi thôi hà chứ chưa có hề nghe chuyện ma chuyện cỏ gì cả à rồi rồi đó là cái lần thứ hai mà bạn gặp ma trong thang máy như vậy mọi người nghe nó khá là ghê về cái vấn đề thang máy đó mọi người ở trong cái tâm linh đó thì mình kể cũng rất là nhiều chuyện như vậy mọi người cứ tưởng tượng đi thang máy nó đưa mình lên nó đưa mình xuống và khi mọi người ở trong thang máy bây giờ thì cũng có rất là nhiều những cái thang máy là nó có mặt kính rồi mọi người được nhìn được xung quanh được nhìn khung cảnh nhưng mà đâu phải là có bao nhiêu ký thang máy như vậy đâu đó thì mọi người cứ thử tưởng tượng mọi người bước vào trong thang máy mọi người vô trong một cái hộp và cái hộp á đưa một người lên xuống một người không hề biết được những cái khung cảnh xung quanh như thế nào đã thì đôi khi có những cái vong hồ mà nọ rồi họ mất ở trong đó hay là bị mình xin lỗi nha rớt thang máy hay là bị cái gì đó họ mất ở trong đó thì những cái linh hồn đó họ cũng không, không có đi ra được họ cứ ở trong cái thang máy đó hoài như vậy thôi và họ đợi những cái người mà hợp với với họ giống như là bạn gạo nè đã vô tình nhân duyên nha gặp nhau một cái bắt đầu là mới chọc ghẹo bạn những cái điều đó thì đương nhiên cái tầng này nó không hề có tầng 12 cái tầng 12 cái tầng 11 đây là chỉ là những cái ảo giác những cái thứ mà họ muốn à, muốn làm cho bạn gạo để bạn sợ thì họ mới làm ra như vậy thôi chứ mà thậm chí cái thang máy này nó còn chưa hề di chuyển nữa À, cái cảm, cảm giác thang máy lên, cảm giác thang máy xuống đó chỉ là những cái ảo giác, những cái thứ mà họ làm cho bạn gạo, bạn cảm giác là như vậy. Đã, nhưng mà đối với những người tỉnh táo những người ngoài cuộc giống như là vợ chồng cái cặp vợ chồng ở đó đó thì đã chứng kiến được là cái thang máy đó chưa hề di chuyển một lần nào cả khá là ghê ha cái câu chuyện này nếu mà những người nào có một cái trí tưởng tượng mà nó bay xa chút xíu tưởng tượng là nó nó nổi da gà thật sự mình kể bây giờ mình cũng nổi da gà mọi người ha mặc dù hình ảnh ma cỏ nó không có quá nhiều à, nhưng mình thấy được cái sự tâm linh cái sự thần bí của nó mình thấy là khá là ghê ha rồi đó là lần thứ hai. Bây giờ là là mình sẽ qua tới cái lần thứ ba. Cái lần thứ ba này thì nó nhanh lắm, nó cách cái lần thang máy tầm khoảng chừng 4 5 tháng rồi lúc đó bạn vẫn còn học lớp 11. Thì mà nói là qua tới học kỳ 2 đó trường của bạn là trường dân lập chứ mà là trường công lập nên thành ra là cứ mỗi một năm như vậy là sẽ tổ chức cho tổ, tổ, tổ chức cho học sinh rồi nhân viên công nhân viên cán bộ rồi đó là sẽ đi du lịch đó thì ở học kỳ 1 là bạn đã được đi phan thiết rồi là đi biển rồi tới học kỳ 2 đó là bạn nhà trường của bạn đã được tổ chức là đi đà lạt bạn còn nhớ cái thời điểm đó là đóng vô trong trường là một đứa như vậy là hình như là bảy tám trăm ngàn bảy trăm mấy gần tám trăm ngàn hay sao đó để mà đi đà lạt 3 ngày hai đêm và cái lần này bạn đã gặp ma ở trên đà lạt nha mọi người ha thì bạn nói đó, lúc đó, đó khi mà được nhà trường tổ chức đi Đà Lạt như vậy, bạn xin tiền ba mẹ đóng xong đi, đó, bắt đầu là bạn rất là phấn khởi, rất là vui. Con nít mà, lúc đó không phải con nít mà, gọi là, là cái tuổi trẻ thì được đi du lịch với bạn bè thì vui lắm. Thì tới đó là trường của bạn là mới bao nguyên cả một cái khách sạn luôn, tại vì cũng vài trăm đứa lận. Thì bạn là ở trên tuốt ở đâu, ở trên tầng 6 đâu mà, nói cái khách sạn đó, cái bề ngang nó hẹp lắm nó có chiều cao thôi, nó một, một tầng như vậy là nó khoảng chừng 4 5 phòng mà cái bề ngang nó khoảng chừng 4 5 m thôi mà nó cao lên 6 7 tầng vậy đó. Thì bạn là bạn nhớ là bạn ở ở ở trên tầng 6. Thì tới đó cũng đi chơi này nọ đồ tất cả vui vẻ thì bạn nói là ở cái đêm đầu tiên cũng không có gì mà bạn chỉ nói là nó cũng hơi nực nực tại vì ở trên cao mà đà lạt khách sạn đâu có máy lạnh đâu thành ra là là nó 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 hầm nó nực dữ lắm luôn thành ra qua bữa sau khi mà đi chơi đó thì bạn mới nói với lại bốn đứa mà ở chung phòng với mình ở phòng đó bạn ở năm đứa là thì bắt đầu là bạn mới nói ê Uh, tụi bay chắc uh, tối nay ngủ tụi bay chắc uh, mở cửa sổ ra dán màn đi mình ở tuốt ở trên tầng 6 mà làm gì có mũi đó giờ tao đi đà lạt chưa bao giờ gặp mũi nào cho lắm mở ra cho gió thổi vô cho mát ở trên đà lạt khách sạn không có máy lạnh nè tối qua nằm nực thấy bà với lại cái mền đó mọi người cái mền đà lạt á đã không có máy lạnh rồi nha mà đưa cái mền là cái mền ấy nó dày gấp ba bốn lần cái mền bình thường mình vậy đó rồi mình đã bắt đầu là mới nhất nhất trí là cái chuyện đó ha Tối về đi chợ đêm xong lên ngủ ở nội đầu khoảng 8 giờ thôi. Lên thì cũng đã mở cửa sổ rồi mà đúng thiệt. Mở cửa sổ ra gió thổi hì hì mát lạnh mà nó đã lắm kìa ngang. Đó là vô sinh hoạt tắm rửa quýnh bài đó tới 10 giờ mới ngủ. Không gặp cái gì đâu. Thì cho tới khi mà 10 giờ lên ngủ ngày mai là đi về. Ngày mai là lên xe đi về đó. Thì nằm nó cũng ngủ, ngủ được chút xíu rồi đó. Bắt đầu là cái bạn gạo làm bạn mới nghe được là có cái tiếng mở cửa mở cửa phòng á thì bạn nghĩ nó ừ thì nhiều khi là mấy đứa trong phòng của mình nó muốn đi ra nó toilet hay là nó đi đâu nó kiểu nó đói bụng nó xuống nó xin mì gói nó ăn mì ly nó ăn hay là nó đi xin nước sôi nó pha mì kiểu vậy thôi nó thì bạn cũng nằm bạn đợi thì khi mà bạn đợi như vậy đó thì bạn mới nghe một cái tiếng bước chân đi rất là chậm đi mà kiểu giống như gọi là rình mò vậy mọi người ha đi chậm chạp đi từ 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 từ, 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 từ vô mà đi từng bước chậm rãi lắm kìa thì bạn nói, ủa, nó làm gì đó, đi xin mị, nó đi sinh nó đi sinh gì mà đi chậm như vậy thì bạn mới ngốc cái đầu vậy bạn đang nằm bạn mới ngốc cái đầu và bạn dòm xung quanh thì bạn đếm xung quanh mình là có tổng cộng bốn đứa tính thêm bạn là năm đứa là đủ rồi à vậy là năm đứa trong phòng này rồi thì đứa nào mà nó vô trong phòng của mình giờ này Lúc đó bạn nói là bạn khờ một cái là bạn tự nhiên bạn không muốn nghĩ tới ăn trộm nha Bạn chỉ nghĩ là tại vì học sinh ở trong trường mà mọi người Với lại phòng của nguyên cái trường bạn là bao hết nguyên khách sạn đó rồi Đâu có khách ngoài đâu mà ăn trộm ăn triết làm gì Đúng không? Kiểu vậy không lẽ học sinh chung trường ăn trộm kiểu đó là dễ bị bắt quả tang lắm Đó thì bạn cũng dầm giờ, giờ bạn nằm bạn đợi coi là chắc đứa nào nó vô Nó biết phòng bạn nữ không, con gái không Nhiều khi đêm hôm nó qua nó hù chọc ma mà đi Đà Lạt là nổi tiếng là ma cỏ rồi Nó qua nó hù chọc vậy thì bạn ráng bạn nằm bạn đợi bạn nói bây giờ này, tao cho mày gậy ông đập lưng ông mày hù tao tao hù lại mày được không đó thì bạn nằm bạn đợi đâu khoảng chút xíu thôi là bạn thấy cái người đó họ đi qua đi tới cái giường của bạn mà đi nè đi cái tướng mà nói là y như gọi là ăn trộm hay là hù chọc người ta đi cái tướng khum cái lưng như vậy nè đi từ 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 như là nó đi gì nè giống như là ăn trộm <laughs> cái kiểu hù chọc vậy thì bạn nói bây giờ bạn đợi cho nó đi qua khỏi cái giường của bạn bắt đầu là bạn mới leo xuống từ từ đã rồi vậy là cái 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 bạn nói là đó là cái người đàn ông cả con trai gì đó nha thì bạn mới nói là, à cái thằng này là nó không có tính hù mình chắc là nó hù con Quỳnh con mai con như gì ở cái cái giường kế bên Đó bạn nằm cái giường bên phải cái bạn đấy nằm cái giường bên trái thì cái người đó họ đi từ từ qua bên cái giường bên kia bắt đầu là bạn mới kéo cái mền ra từ từ bạn đầu bỏ cái chân mình xuống giường bạn tính là bạn sẽ leo xuống tại vì cái phòng nó cũng tối mà thì bạn mới tính bạn leo xuống từ từ bắt đầu mình lại mình hù nó nha bạn đi sau lưng mình hù lắm thì bạn vừa đặt cái chân xuống giường cái thì bạn thấy cái người đó không có hù ai hết mà họ đi qua luôn cái giường của tụi như quỳnh mai luôn đi qua khỏi cái giường luôn mà nó đi qua khỏi cái giường nó ủa thằng này nó qua đây nó, nó nó làm gì nó không có hù chọc mà nó nó gình gình mà nó tưởng nó hù quá vậy nó không hù không lẽ nó ăn trộm ăn cấp gì ta đó thì ngay lúc này bạn nghĩ đến cái chuyện mà chắc nó vô nó chôm đồ chôm đạc tại vì thời điểm đó bạn cũng có điện thoại rồi có những bạn đem theo điện thoại smartphone rồi laptop kiểu kiểu như vậy tấn quan cấp đồ bóp ví này nọ đồ cũng để lên khênh lên khênh trên bàn á đó <laughs> thì bắt đầu là bạn mới tính là bạn sẽ chuẩn bị bạn ngồi và bạn la ăn trộm ăn cắp lên nha thì bắt đầu là bạn vừa dán cái mền mới tính bạn ngồi và bạn la thì bạn thấy rõ ràng mỗi khung cảnh mà tới bây giờ bạn không quên cái người đó họ đi từ từ họ tiến thẳng về cái chỗ cửa sổ đang mở màn đang mở cửa đó nha leo qua cái cửa sổ và nhảy một cái sụt luôn, nhảy một cái dù qua khỏi cửa sổ luôn mà bạn đang ở trên cái tầng 6 thì mọi người tưởng tượng như vậy nè mọi người nhìn cái khung cảnh mà có một người mà họ nhảy qua cái cửa sổ như vậy là trong đầu mọi người cái não mọi người nó chạy nhanh lắm thấy hình ảnh là bắt đầu liên tưởng âm thanh thì mọi người sẽ nghe một cái đúng một cái kiểu vậy đúng không tại vì nhảy là cái kiểu như nhảy ấy mà mọi người ha kiểu như vậy nhưng không có bạn nói là cái người đó họ vừa nhảy một cái thôi bạn không có nghe cái gì hết trơn không hề nghe một cái đùng một cái một cái, gì hết trơn bạn nói phải là bạn mới bật bạn ngồi vậy như nè bạn kêu như 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 mà mai kêu đám ngồi như vậy như vậy nghe đó đi ra ngoài đó nhìn vô cửa sổ nhìn xuống như vậy cũng không thấy cái gì nhìn xuống như thấy là cái máy tôn nhà của người ta kế bên kiểu kiểu như vậy đó không hề có một cái gì hết quay lại hướng chỗ cái cửa chính cái cửa phòng chính đó, thì nhìn là cái cửa nó đang mở tan quang tan quát vậy ra luôn đó trời ơi bạn ngồi bạn ngồi bạn ngồi bạn sợ bạn rung bạn sợ bạn biết là gặp ma gặp cỏ rồi đó nha Bạn ngồi đó bạn mới kể bạn kiểu như ráng bình tĩnh mình kể từng lời từng lời lại cho mấy đứa bạn đó nghe Kể xong đứa nào đấy nó rung đứa nào đấy sợ mà lên nằm chùm mền không dám lại đóng cửa luôn nha Chỉ dám đóng có cái cửa sổ tại vì nó đứng kế bên thì hết hồn đóng lại kéo màn thôi Còn cái cửa chính là mở để nguyên mở như vậy luôn đó vì nó không ngủ luôn mà nằm ở đó sợ rung như vậy nè đó cho tới sáng bắt đầu là những cái người mà giáo viên giám thị hay là hướng dẫn viên du lịch gì đó họ đi ngang họ thấy như vậy họ cũng càm đàm họ nói trời ơi sao á mấy đứa ngủ không chịu đóng cửa này nọ đồ lỡ đêm hôm này nọ đồ mất cấp này nọ đồ không sao đó nhưng mà nguyên đảm cũng không có dám nói gì trơn im để cho cái người đó họ đóng cửa giùm như vậy thôi đó nguyên đảm thức tới sáng luôn thì khi mà lên xe bắt đầu là mới kể cho đứa này đứa kia nghe rồi bắt đầu ai cũng rất là kinh hãi mọi người ha đó nhưng mà không hiểu sao thì nguyên một đám không ai gặp chỉ có một mình bạn gặp cái bóng đó đi từ ngoài cửa đi thẳng tới cửa sổ là, là là là, nhảy xuống như vậy luôn mọi người khá là là, là ghê như vậy ha rồi thì đó cũng là một cái câu chuyện ngắn đánh dấu cái lần thứ ba mà bạn này bạn gặp ma như vậy ha bây giờ qua đến uh, cái lần thứ tư mà bạn này bạn gặp cái lúc đó thì bạn lên đó bạn nói là bạn lên được đại học rồi thì cái này thì bản thân mình thì mình chưa có trải qua được cái môi trường đại học thì mình không có biết ha mình cũng nói thật với mọi người luôn mình học tới lớp 11 là là mình nghỉ ngang rồi nên thành ra là mình không có biết được cái môi trường đại học à, thì bạn nói đó, trong cái môi trường đại học lâu lâu ví dụ như trường mà họ có bận xây dựng hay là họ bận cái gì đó thì họ sẽ đi mượn kiểu như là trường đại học này đi mượn cái trường đại học kia lớp để mà cho những cho những cái bạn um, sinh viên bạn tới để mà uh, bạn học họ đi học ké khoảng chừng một vài tuần có thể là một vài tháng rồi bắt đầu quay về trường cũ Đó thì bạn nói là lúc đó thì bạn cũng học cái trường này Bắt đầu là đi mượn cái trường khác mới đi qua bên đó Thì bạn nói cái lúc đó khi mà đi mượn trường Không biết là ở bên nhà trường mượn không cho hay sao để bắt đầu kiếm được một cái ngôi trường mà Nó cũng dạng như gọi là trường đại học Nhưng mà nó cũng nằm ở trong hơi sâu sâu chút xíu Xung quanh nó cũng hơi hoang vắng chút xíu Thì bạn nói cái ngôi trường đó là ở phía sau trường đó, Nó còn có khoảng 4-5 cái mộ nữa thì bạn cũng không quan tâm đâu tại vì mình bạn chỉ nói là học ở trường này có một tuần lễ hà để để đang xây dựng cái gì đó bên cái trường uh, trường chính á thì xây dựng xong về học tiếp thôi cũng không quan tâm làm gì chỉ có cái là uh, ba mẹ ổng bả đưa rước thì nó cũng hơi xa xa chút xíu kiểu vậy thôi À, thì rồi bạn học ở đây được khoảng chừng 4 năm bữa rồi đó thì hôm đó đó thì à, bạn có à, hẹn với lại đám bạn đi chơi tại vì biết á là mặc dù cái trường nó nằm ở chỗ hoang vắng như vậy nhưng mà gần đó là có một cái quán bán chè bán kem gì nó cũng à, bán bán khuya nó cũng rất là vui thành ra là bạn cũng nói với ba mẹ nó ở ờ, ba mẹ ơi tối nay là hôm nay ba mẹ ba đưa con đi học thôi tối chắc là có bạn con đưa về đó, thì bạn nói là cũng xin ba mẹ là tối cũng đi ăn kem gần trường kiểu kiểu như vậy không có không có gì đâu đó thì ba mẹ cũng đồng ý nha. thì bắt đầu lúc đó học buổi sáng cho tới chiều xong tối bắt đầu là bạn đi ra để mà chuẩn bị đi uh, ra chỗ giữ xe đó đi theo bạn, bạn nó đưa cho bạn cái đóng bảo hiểm nữa. đó bạn đang chuẩn bị đội lên để cho cái đứa bạn nhỏ bạn của bạn nó dắt cái xe xe máy xe không đa bình thường thôi. dắt ra đi thì bạn đang đứng bạn gài cái đóng bảo hiểm thì bạn cũng đứng bạn quay tới quay lui như vậy nè. thì bạn mới nhìn ra ở đằng sau cái khuôn viên cái trường á. thì uh, bạn thấy bạn thấy là ở ngay chỗ cái ngôi mộ mà gần với cái trường nhất có nghĩa là trong tầm mắt của bạn có một cái ngôi mộ đó gần nó cách độ khoảng chừng hai chục mét đó là có một cái bạn sinh viên thấy rõ ràng là mặc một cái, một cái bộ đồ sinh viên kiểu như quần tay kiểu, như vậy đó là đang ngồi xếp bằng ở trên cái ngôi mộ đó thì bạn cũng một thoáng bạn giật mình bạn nói trời ơi nhỏ này nó bị gì trời đâu ngôi mộ người ta mà nó ngồi lên gì thì bạn mới kêu mấy đứa bạn ê tụi bay tụi bay tôi bây giờm thì tự nhiên xong có nhỏ nào nó 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 nó, ngồi dưới nó, nó, nó ngồi trên mộ nó gì kìa nó nó ngồi nó ngồi trên mộ vậy kìa thì bốn năm đứa này nghe trời có người ngồi trên mộ cũng hiếu kỳ mới quay qua dòm thì đồng loạt là mười mấy đứa bạn của bạn không một đứa nào thấy có một mình bạn là bạn thấy thôi bạn nói trời ơi làm gì có này nói đâu đâu biết có đâu có có đâu, 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 đâu thì bạn mới còn bạn nói bạn tức nha bạn nói tại vì bạn tưởng đâu là mấy đứa bạn nó cũng hay giỡn nó hay giỡn giỡn với bạn mà tuổi sinh viên mà mọi người nó giỡn ủa không có đâu ủa mày gặp ma này nọ kiểu vậy nhưng mà trời ơi rõ ràng nó gọi kìa ở dưới đó là có ba bốn ngôi mộ cái ngôi mộ mà gần nhất cái ngôi mộ đó 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 bạn vừa đó bạn vừa chỉ chỉ luôn nè đó mà cái chuyện mà chỉ chỉ vô người ta là một cái điều nó rất là tối kỵ nha mọi người nha mà bạn này mà không có biết bạn vô tư bạn cứ tưởng đâu là là sinh viên trường đó nó nó buồn nó ra nó ngồi đây cũng không có gì hết bạn chỉ thẳng vô như vậy nó nó kìa nó ngồi kia, nó gần cái mộ gần đấy nhất kìa thì bắt đầu mấy đứa kia nó cũng chu chu lại giờ mà không đứa nào thấy hết trơn thì ngay lúc bạn chỉ chỉ trời ơi, tụi bay bị đuôi hay cái gì vậy đó, cái, cái, cái ngồi trên đó kìa thì bạn đang chỉ chỉ như vậy bạn quay lại thì cái người đó họ giống như một người ngồi xếp bằng ở trên cái mộ bắt đầu họ mọi người leo xuống dưới mộ đó mới để hai cái chân xuống bắt đầu mới đi để cái chân bắt đầu mới đứng dậy đi thì khi mà đứng dậy đi một cái nha mọi người nha cái chân hỏng có chạm đất mà cái chân vẫn bước đi chứ không phải là lướt lướt là hai chân để nguyên lướt như vậy mới gọi là lướt còn cái là đi rõ ràng là đi từng bước từng bước từng bước như vậy nhưng mà chân không chạm đất bạn vừa thấy tới đó là bạn xỉu ngang luôn giống như là 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 giống như là cái nỗi sợ nó khủng khiếp quá hay sao bắt đầu là bạn nói là bạn bạn hớ 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 mấy cái là coi như bạn xỉu ngang luôn thì khi mà bạn 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 tỉnh dậy thì bạn vẫn còn ở ngôi trường đó bạn đưa bạn ra phòng ổ vệ rồi mới giật tóc mai mới làm là bạn bất tỉnh khoảng cỡ năm bảy phút thôi nói cái gì với gạo mình làm gì nhiên mày xỉu ngang đó thì bạn mới lắp ba lắp bắp bạn kể này là bạn thấy như vậy như vậy 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 thì ngay cái lúc đó đó cái ông bảo vệ ông ngồi kế bên đó thì ông mới nói với mày thôi mấy đứa biết là mấy đứa vô đây học chắc chừng hai ba bữa nữa mấy đứa về trường ngủ mấy đứa rồi nhưng mà thôi hai ba bữa thì hai bữa tao cũng dặn luôn nha đi xuống đi về lấy xe rồi là xuống lấy xe không có được giờ mới đằng sau nữa tụi bay học trễ không mà tại vì lúc đó là cái khóa đó bạn đó bạn học là học tới khoảng chừng 5 giờ mấy mới ra rồi ngồi xuống căng tin chơi chơi là cũng khoảng cỡ 6 giờ 6 giờ mấy thì trời nó cũng hơi ui 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 tối nó cũng chưa tối thôi đâu mà nó hơi ui ui như vậy đó rồi bắt đầu mới ra lấy xe mới đi về đó thành ra là ông bố vợ em nói là biết tụi bay đi về trễ nhưng mà tao không có cấm cản gì hết trơn á nhưng mà tụi bay đi ra lấy xe là đi một nước một đi ra lấy xe bật chìa khóa ra đây đưa vé tao đi về luôn không có đứng mà thấp cả thở mà dòm dòm phía sau mộ làm cái gì hết trơn nha ở ngoài đó là mộ mộ xưa không đó ba cái mộ quan không đó ma cỏ này nọ đồ không mà tôi bay cứ dòm dòm ngoài đó đã thì lúc đó nguyên một đám mới biết cái chuyện như vậy ha Gọi là coi như không có còn tâm trí bạn 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 bạn, bạn gạo nó không có còn tâm trí mà đi kem kiết sinh tố sinh tiết cái gì hết đó. đó là dằn dặt cứ đòi cho bạn là phải trở về cho bằng được tại vì ghê quá đi đó trở về bắt đầu là cũng kể lại cho ba mẹ nghe cũng nói dặn ba nó ở ừ, mốt rước con rước sớm đi ba tới sớm là con vừa kiểu như là giáo viên mà vừa giảng cái giảng viên á mà vừa kết thúc tiết học một cái là đi xuống là đi một nước một là đi ra ngoài cổng trường đi dài liền tại vì có hai ba bữa thôi bây giờ về tới cái trường chính của mình đi muốn đi chơi muốn đi chơi đêm cái gì đó thì đi chứ còn ở đây là tuyệt đối hỏng đi nữa nha mọi người nha đó thì đó cũng là một cái câu chuyện ngắn thứ tư cái lần đánh dấu cái lần thứ tư mà bạn gạo này bạn gặp một cái chuyện như vậy thì rồi thì đó là có nghĩa là khi bạn gửi cái câu chuyện này bạn gửi về cho mình thì bạn nói là bạn vừa gặp cái hiện tượng đó tầm khoảng chừng khoảng chừng đó một tháng đó thì bắt đầu là bạn mới biết đến cái kênh của mình đó thì bắt đầu là bạn mới gửi về bạn mới gửi về tổng cộng bốn chuyện luôn nên thành ra từ lúc mà gửi chuyện về cho mình cho tới sau này đó mà bạn còn gặp cái gì thêm nữa hay không thì không có biết thì bạn cũng nói là em thì chắc chắn là bạn nói là bạn không bao giờ bạn muốn gặp với đâu nhưng mà lỡ nếu bạn dễ thương lắm lỡ nếu như mà có gặp thì em cũng gửi về cho anh để mà anh kể tiếp thành ra là mọi người cứ nhớ cái bạn gạo đi ha lỡ đâu sau này một vài trăm tập nữa cái mình lại kể tiếp tục một chuyện của bạn gạo thì biết đó là bà này bà gặp tiếp nhưng mà thôi nói giỡn mà chứ nói như vậy nằm thật sự á bản thân mình á, làm cái nghề kể chuyện ma này mình nói mọi người á cái đầu tiên để phát triển được để đi được theo nghề là phải có chuyện ma để kể nhưng nó mâu thuẫn một cái đương nhiên bản thân mình không bao giờ mong muốn mọi người gặp ma hết thật sự cái chuyện mà gặp ma như vậy á theo quan niệm của dân gian nó gặp ma là xui rủi thôi cái tính chất mà xui rủi là mình không nói đi nhưng mà có những cái mà, mà bắt công một người sợ quá rồi trong những lúc một người điếng một người chạy tới mọi người té này nọ đồ thì nhiều khi đó, nó gặp những cái tai nạn ngoài ý muốn đó là thành ra là bản thân mình mình cũng muốn trong bản thân bạn gạo mình cũng có nói với mình à sau này em có gặp em sẽ kể lại cho anh tiếp nhưng mà nó thôi em ơi tự nhiên bây giờ gặp chi nữa bây giờ nếu như vậy em từ trước giờ em chưa có đi chùa đi chiền em tại vì mình cũng không biết bạn này bạn đạo nào thì nếu mà bạn đạo chúa thì bạn đi lên trên nhà thờ ha bạn đi bạn đạo cao đài rồi bạn đi qua thánh thức thất, thánh thất còn bạn đạo phật thì bạn đi vô chùa đó bạn xin những cái những cái dây này nọ rồi hay là giống như là bên đạo chúa thì có những cái sợi dây măng cái măng coi gì đúng không mọi người hay là rải nước thánh gì đó mình cũng không hiểu rõ nữa thì phải có một cái biện pháp gì đó để cho em đừng có gặp nữa chứ trời, không lẽ bây giờ anh nó ừ thôi em gán em cố gắng em tìm ma đêm gửi chuyện gì anh thì như vậy thì nó ít kỷ quá đó thì đó là mình cũng tâm sự một chút đỉnh về cái nghề của mình như vậy lỡ như tới một cái nghề đó à, mọi người à, không còn ai gặp ma nữa thì cái kênh mình nó phải nó phải kết thúc từ đó luôn tại vì còn chuyện ma đâu mà kể mọi người ha đó nhưng mình nói một lần nữa thì mình bản thân mình không bao giờ hy vọng khán giả của mình gặp ma nhưng nếu như mà xui, xui, rủi hay là sau đó cơ duyên sau này mọi người đã gặp được những cái câu chuyện như vậy mọi người gửi về cho mình thành ra là mình rất là trân trọng luôn bởi vì thứ nhất mọi người bỏ thời gian ra mọi người đánh máy viết chữ này nọ giống như là của bạn gạo bạn viết về cho mình là hai ba tờ giấy a 4 mọi người chứ phải là trang tập bình thường đâu nghe mà tờ giấy A4 hai ba trang giấy A4 gửi về mình cũng có cái chuyện để kể là nó đã mất công mất sức chưa rồi sau đó mọi người phải kể lại cái trải nghiệm mọi người mọi người gặp ma mọi người đau khổ mọi người sợ sệt như thế nào mọi người phải stress với nó như thế nào mọi người gửi chuyện về cho mình thành ra là mình rất là 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 là, là, là kiểu như là kiểu như là gọi là sao tôn trọng cái điều đó và rất là cảm thông mọi người rất là yêu quý mọi người ở cái chỗ đó là mọi người ha rồi, rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha thì rồi, nếu mọi người nào yêu thích những cái câu chuyện ma của mình thì có thể để lại cho mình một cái đăng ký và bật chuông thông báo một người hai mình cũng sắp đạt được cái cột mốc là 400.000 người đăng ký rồi hy vọng là chỉ là mỗi người một nút bấm thôi thì mình nghĩ là không không lâu đâu thì mình sẽ được 400.000 người đăng ký rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha Nhưng mặt xin chào tất cả mọi người